chào đón quý vị đang đến với những hình ảnh của buổi tiệc họp mặt kỷ niệm 33 năm thành lập Hội Cựu Tự nhiên Tính trị tại thành phố Houston, tiểu bang Texas vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017 tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc trên đại lộ Bel Air của thành phố. Và hiện xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận sau đây. Nguyễn Thực chia sẻ về những cái tâm tình của mình nhìn lại sau 33 năm thành lập, là một chặng đường khá dài thưa bác. 33 năm, một cái thời gian quá dài, nhưng đối với khu hội là luôn luôn hoạt động không ngừng nghỉ. Do đó hôm nay chúng tôi tổ chức để chứng tỏ rằng, nói với các đơn vị bạn ở khu hội khác và toàn thế giới biết rằng là khu hội chúng tôi vẫn hoạt động. Khi nào đất nước Việt Nam có tự do dân chủ dân quyền, khi đó chúng tôi mới ngừng nghỉ. Thật sự ra gặp rất nhiều khó khăn. Tất cả anh em cựu tù nhân thì sau bao nhiêu năm tháng định cư tại nước Mỹ, tại Hoa Kỳ, hải ngoại đều có sức sống mạnh liệt. Luôn luôn vẫn nhớ về quê hương đất nước, luôn luôn vẫn nghĩ đến cộng sản là kẻ thù dân tộc. Và chúng tôi làm việc với tinh thần quốc gia dân tộc và tình đoàn kết thân thương của đồng bào hải ngoại. Kỷ niệm rất là quan trọng của Quốc hội Cựu tù nhân chính trị Houston, kỷ niệm 33 năm hoạt động. Đối với cá nhân tôi và chắc chắn là đối với những người cùng một trang lứa thì chúng ta không còn nhiều ngày để có thể ngồi với nhau trong cái không khí thân mật, trong không khí kỷ niệm và đặc biệt là trong một cái hoàn cảnh mà đất nước chúng ta vẫn chưa yên ổn để cho chúng ta có thể ngơi nghỉ được. Xin mời bác chia sẻ về công việc sinh hoạt của khu hội tại thành phố Dallas cũng như là làm như thế nào, có cái sự liên hệ chặt chẽ với lại những khu hội khác, đặc biệt tiêu biểu là thành phố Houston cho bác. Mà nói về cái tổng hội của tù nhân chính trị thì chúng tôi đã qua bao nhiêu năm tù rồi. Sự thật ra là cái chế độ cộng sản là muốn tù dập chúng tôi, nó không muốn xóa sổ chúng tôi, nhưng mà cái tinh thần chiến đấu, cái tù của nhân lúc nào cũng đi đầu, tinh thần mà giữ vững cái lập trường chống cộng thì lúc nào chúng tôi cũng còn bền vững. Cái điểm son là trong cái tổng hội của tù nhân chính trị đã làm cái điều mà rất là tốt đẹp cho cái người của tù nhân chính trị, để mình đền đáp được một phần nào cái công ơn, cái đau xót của những người thương binh hiện giờ đang còn ở đau khổ tại quê nhà. Cái đó là cái điều tâm nguyện. Khi mà chúng tôi đã ở tù á, việc cộng tù dập thì bao nhiêu gia đình của chúng tôi bị hầu hết cũng đều tan nát. Nhưng mà có một cái những người gần, những người vợ mà cụ tù nhân chính trị lúc nào cũng bền vững để mà sắc son, để mà giữ cái phẩm giá của người vợ, của người cụ tù nhân. Cái đó là cái điều tôi cũng ra rất là vinh danh. Khu hội của tù nhân chính trị ở Houston là một trong ba khu hội đầu tiên để mà sáng lập ra tổng hội của tù nhân chính trị, là luôn luôn chúc cho cái tinh thần đấu tranh, nhất là tinh thần đấu tranh của ở hội của tù nhân chính trị ở Houston thì càng ngày càng vững mạnh luôn luôn. Hôm nay là ngày kỷ niệm 33 năm ngày thành lập khu hội cựu tù nhân chính trị Houston và vùng phụ cận. Khu hội gồm các cựu tù nhân đã từng ở tù cộng sản, đã hy sinh tuổi trẻ để bảo quốc an dân. Khu hội luôn luôn sát cánh với cộng đồng, sát cánh với các đơn vị bạn để hoạt động trong những ngày lễ lớn, những cuộc biểu tình, những cuộc hạ cờ của cộng sản. Do đó khu hội đã tham gia vào ủy ban đấu tranh chính trị của cộng đồng.
Cảm ơn bác Lê Văn Xanh và chú Thực lúc nào cũng nhắc nhở chúng con và lúc nào cũng tạo một cái cơ hội cho thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử của Việt Nam. Cảm ơn quý vị, những tù nhân đã hy sinh rất nhiều, đã bị đánh đập, khổ sai dưới bàn tay của Cộng sản. Chúng tôi là hậu duệ của quý vị, rất là hân hạnh, mình vẫn rất là hãnh diện, mình là con cháu của quý vị. Tôi đã tích cực để mà sinh hoạt trong cái cộng đồng của người cựu tù nhân Nhĩ Kỳ suốt 24 năm. Nó có rất nhiều những cái vấn đề mà đau khổ ở trong tim của mình, bởi vì chúng tôi vẫn còn nợ những người lính đã nằm xuống, và chúng tôi vẫn còn nợ những người cựu tù nhân Nhĩ Kỳ, và chúng tôi vẫn còn nợ một món nợ rất là lớn đối với dân tộc Việt Nam. 33 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội cựu tù nhân chính trị, chúng ta kỷ niệm cái gì? Chúng ta đã hưởng được gì? Chúng ta đã thấy những gì? Cái dòng sông, dòng máu Việt còn loan, đồng bào chúng ta ở Trung Quốc nậu vẫn còn nặng chịu trên qua bao nhiêu quan phiên đã đè nặng. Thưa toàn thể quý vị, trước hưởng những cái kỷ niệm đó thì chúng ta nghĩ gì về cái hướng tiến để cho dân tộc chúng ta thoát khỏi những quan phiên nghiệt ngã mà suốt thời gian qua dân tộc chúng ta đã hưởng? Thay mặt ban chấp hành của hội cũng như đại diện của hội của tổ chức nghề đi, chúng tôi hân hoan một lần nữa kính cảm tạ quý vị, trong chúc quý vị những ngày sống thật an bình và sớm gặp nhau ở quê hương Việt Nam. Trân trọng. Cho tôi xin lành ở nơi, ở đời, nơi rừng quân cũ. Cho tôi xin lại ở rừng, nơi rừng chiến đấu bên nhau. Cho tôi xin một lần chào. Vừa rồi là một vài hình ảnh do nhóm phóng viên của đài VietTV chúng tôi ghi nhận về buổi tiệc họp mặt kỷ niệm 33 năm thành lập khu hội tù nhân chính trị tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thế Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thế Hiền xin chào và chúc cho quý vị có một ngày tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.